nay nó đông nhiều quá rồi, anh em tôi chuẩn bị đi vô rừng để đi tìm kiếm cò, đang mùa cò đẻ mà, vô kiếm ít thì nhàn luôn ha. Cò chằng á. Dạ. Cái củ gì á? Tặng cũng hơi mỡ của mình tin rồi. Có cái hố. Hố rắn mà nó tạo được cái tin. Cậu củ gì ta? Không ta. Hơi mỡ. Không phải. Phải đâu? Hơi mỡ chứ không. Đó rồi. Dây rừng mà. Ủa này, đồ to ghê. Ôi, cái tự mà tự con rít. Ôi, cậu gì nè các bạn. Nó làm cái bẹ luôn. Ôi các bạn. Mày còn gì đây đâu. Có kiến. Có kiến. Ra từ đó. Kiến ra. Thôi ra, cậu gì. Cậu gì ha. Đúng, 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 mỡ. Thế mà mình nướng, nướng hả? Lát nướng lên. Lát nướng. Mình ăn được không ta? Một cái củ. Quá nhiều. Quá nhiều lông. Quá nhiều. Để chị. Như cái đầu á, như cái đầu, ôi trọng á. Đúng đầu nó quăng qua đây rồi. Đúng cũng khơi mỡ à. Nhưng nó cũng khơi mỡ à. Cái gì ta? Ăn được không? Tí nướng nướng lên xem ăn được không ta? Cái củ gì không? Đúng cũng khơi mỡ. Khơi mỡ là khơi từ vậy á. Củ này bự nè. Trời ơi. Nhưng cũng khơi từ á. Củ này lâu năm lắm rồi. Củ này cũng có chục năm giống một củ nhân xâm rừng á. Đúng rồi, trong rừng thiên nhiên biết bao nhiêu loài củ ha. Bắt đầu nó có tóc luôn nè, nó tóc được luôn nè. Thôi để đi. Này mình khám phá tiếp. Tiếp là nụ. Để hết túi. Thôi được rồi. Cầm đi luôn. Thái về mình hỏi những người xưa coi. những tiền bối coi người ta có biết cái củ này củ gì không? Ui. Xong rồi, xong rồi. Sao bông hả? Ừ. Chạy rồi, nhanh lắm. Ngứa ra, cái củ vẫn ngứa ra đây. Ngứa ra hả? Ngứa, cái củ vẫn ngứa. Đây, trái đợt 2 làm. Anh em mình thấy không? Đào về trồng làm kiểu được chứ ha. Ừ. Làm cây cảnh. Ổi. Có mùi hôi hôi á. Chắc cái mùi của trái này. Nó xua đuổi gì mới coi nãy á. Ui, cái gì? Mày bị sao vậy? Ui, cái gì? Có người cắm trại đây nè thôi. Cắm trại hả? Ừ. Thì nhưng trong rừng người ta phải có người bẫy rồi. Hay là quan trọng tắt quá chắc người ta bẫy bẫy sóc, bẫy cò, bẫy gì chứ. Bẫy rắn. Có rắn không? Ui. Dạ. Con gì? Con rắn con gì? Nó có gai. Con gai là cái gì? Con có gai, anh con gì? Từ đó. Con gai là con gì? Trời ơi, bẫy người ta làm. Thiệt trong rừng đấy. Con gì? Con gì có gai là lạ lắm ơi. Con gì đây? Thấy con gì? Lạ ghê. Có gai ơi. Có gai hả? Con gì ta? Con gì thế lạ chưa ta? Ôi. Nó kêu. Kêu không? Nó kêu kìa. Nhìn xem que con này coi, con thấy cái động vật này sẽ thấy rồi nè. Con gì con gì đây? Mà sao nó chui đây được đây? Mày bẫy hả? À, mày bẫy thiệt. Nhớ. Làm gì đây? Nó tạc cái gì? Con tròn. Con tròn phải tròn không? Con tròn, nhưng mà giống con tròn kìa. Đầu mày chỉ con tròn, sao con tròn? Con có gai, con cuốn có gai. Con gì nè mày nhớ tao khỏi tao. Mày nhớ đi. Trường đúng là trường lê lét ra mình nghĩ sao con này có gai là con gì? Con cuốn cái gì mà có gai? Cũng gì? Biết. Tôi nhớ gặp con này rồi. Tôi xem phim rồi. Sau một thời gian nghiên cứu, 15 phút nghiên cứu và tra cứu, tôi xác định đây không phải là con cú có gai, đây là một con nhím. Đây phải nhím không? Nhím hay tròn? Con nhím, đúng rồi. Nhìn cái mặt giống tròn mà. Nè, tay như tay dơi. Đã thấy con này, đã thấy con này bao giờ đâu mà. Nhớ xem phim hình rồi, tôi thấy nó rồi. Tôi chưa thấy được vật này, đây nè. Nhớ xem phim hình là tôi thấy con này rồi. Ừ, nó hửi gì kìa. Là nãy ngày giờ giống như con heo rừng á. Đây nè, lông của nó. Lông của nó thì nó cứng á. Ui, nó rung rung. Ê, nó tạc cái chân kìa. Nó tính làm gì à? Ừ, cái đuôi nó rung nè. Tưởng cái đuôi nè.
cái đuôi nè, đuôi rung nè. Ừ. Bây giờ đại nó đái bạn, nó đái nó toát lên một cái mùi thơm kỳ diệu. Một cái mùi thơm mà bạn có thể bạn đi ói ngay bây giờ luôn á. Quay 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 này mà xem. Đi, tìm lưng lắm. Ui ui. Nó dựng tóc lên rồi, dựng hết tóc lên rồi nha. Cái đuôi nè. Dựng tóc như là sôi cô cô hả? Ừ. Dựng hết tóc lên rồi nè. Cái này ra cái này vậy nè. Ui. Thêm con nữa. Thêm bọn người mình tính đây mình là tên mình bảo kê hả? Mình dựng lên sao? Bảo kê hả? Cái bẫy này của tao nha. Mày mày. Búng cái chết bây giờ. Gì đây? Ủa thầy giới động vật. Ôi gì đây? Nó làm gì đây? Ui. Đứng bu là cho tao làm gì xuống xuống. Con muốn bọn ngựa nè. Tính như ngày làm gì đây? Tính nào làm trò gì đây? Hử? Đi. Tao đánh dấu chỗ này của tao rồi. Đi. Đây là bạn, đây là cọng tóc của nó nè. Rất là cứng mạnh. Lại nữa. Gì? Trường lẽ lẽ ra lại nữa cái cọng ai gọi là cọng tóc. Tóc cái gì nó cứng lắm. Nó cứng giống như là giống như cái ống hút vậy đó, nó nặng lắm, có cái kim. Kim này nó đâm tới đâu là phê luôn cái đó đó bạn. Cho nên tốt nhất đừng để cho nó đâm. Mấy con mà Xù lông. Nó bắn ra. Đây nè, lông nè. Rồi rớt một tóc của nó ra nè. Tóc nó rất là dài, rất là cứng. Tôi thì hai anh em tôi là con trai, con này là con đực, cho nên nó không giữ vậy. Nếu là con gái thì nó sẽ không giữ đâu. Nghiên cứu kỹ vậy ta. Đúng rồi, nếu mà con gái nó mê trai tới cuối nó sẽ không giữ. Đây là con đực. Còn nó phải đối tượng của nó nên cho nên nó kêu mình tránh xa. Tiên tôi mới thấy được một con nhím ở trong đây, tôi không nghĩ trong đây lại có nhím. Mình bắt làm thả ra ha. Nó làm thả em ra ha. Ui. Tôi nghe tiếng người người đi kìa. Đâu đâu? Chuyện sao?